mua lọc nước cao cấp Makano, mua 1 được 3, ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn đại việt.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất. Kính thưa bạn đọc báo Tuổi Trẻ, mời bạn đọc đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 12. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ phim lịch sử Bình Ngô Đại Chiến của những người trẻ yêu sử Việt ra mắt khán giả. Theo dõi trước ngân hàng, chờ người rút tiền để bám theo trộm 200 triệu đồng. Tạm giữ hình sự với đối tượng dùng dép đánh vào đầu, cắn cảnh sát giao thông. Truy đuổi liên tỉnh hơn 60 km, bắt nóng hai nghi phạm trộm cắp xe máy. Ông Trump đặt nghi vấn Trung Quốc đứng sau vụ tấn công mạng, không phải Nga. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 20 tháng 12. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đình chỉ 3 tháng chức vụ Phó trưởng ban biên soạn công trình lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Tất Thành Cang. Việc đình chỉ đối với ông Cang là để phục vụ công tác điều tra. Trước đó ngày 16 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc với ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn cùng ngày. Tối 16 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Cang. Trước thời điểm khởi tố, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Cang. Bị tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ra hiệu dừng xe để kiểm tra, người đàn ông này đã không chấp hành mà còn có hành vi hết sức khó coi. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 12, tổ cảnh sát giao thông tuần tra trên đường Lý Thái Tổ, phường Tân An thì phát hiện Nguyễn Quang Sĩ đang chạy xe máy, chở theo sau là Đoàn Ngọc Cẩn và một người nữa không đội mũ bảo hiểm. Sau khi dừng xe, tổ công tác yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng tài xế Sĩ không chấp hành và liên tục chửi bới, sau đó cầm dép đánh vào đầu một cán bộ tuần tra. Chưa hết, người này còn cắn vào tay của một cán bộ khác gây thương tích. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Sĩ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cũng tại Đắk Lắk, hôm nay Công an huyện Eak cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng với Trần Xuân Nhi và Mai Văn Lép để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Đây là hai nghi phạm đã phục trước cửa ngân hàng Vietcombank ở thị trấn Eak, huyện Eak để theo dõi những người vừa rút tiền từ ngân hàng rồi bám đến tận nhà tìm cơ hội ra tay trộm cắp. Nạn nhân của Nhi và Lép là hai người phụ nữ vừa rút 200 triệu đồng để vào cốp xe máy, chạy đến nhà một người quen, dừng xe ở sân thì bị cậy cốp xe lấy trộm. Được biết, cả hai đối tượng này từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi truy đuổi hơn 60 km để bắt hai nghi phạm trộm xe máy trong đêm, sáng nay, Công an thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã bàn giao người và tang vật cho đội cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản để điều tra xử lý. Trước đó, công an nhận được tin báo của anh Phạm Văn Nam về việc anh để xe máy ở khu dân cư Việt Sinh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị kẻ gian lấy trộm, chạy về hướng Tân Khai, huyện Hớn Quản. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng chốt chặn các đoạn đường như tin báo. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì phát hiện hai đối tượng đi trên hai xe máy có đặc điểm như mô tả nên đã áp sát kiểm tra. Tuy nhiên, hai đối tượng tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi hơn 1 giờ, qua đoạn đường hơn 60 km thì bắt được hai nghi phạm là Dương Văn Dũng, 26 tuổi và Dương Văn Nam, 28 tuổi, cùng quê Thanh Hóa. Dũng và Nam khai được thuê chạy xe trộm cắp với giá 400.000 đồng một xe từ Bình Dương về biên giới Campuchia để bán. Tối qua, Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Thủ Đức tổ chức diễn tập mật phục, vây bắt nhóm quái xế tụ tập chạy xe gây mất an ninh trật tự trên đường Phạm Văn Đồng. Tình huống giả định là nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người với hàng chục xe máy đã thay đổi kết cấu, chạy nẹt bô in ỏi, lạng lách. Nhóm này chạy dàn hàng ngang, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn cho người đi đường, kéo nhau về hướng cầu vượt Linh Xuân khiến người đi đường hoảng sợ. Đội tuần tra dẫn đoàn, cảnh sát cơ động cùng công an quận Thủ Đức mật phục chặn hai đầu từ đường Đào Trinh Nhất và đường số 9 phường Linh Tây. Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm thanh niên bỏ chạy nhưng đã bị bao vây, dồn vào một con hẻm cục rồi đưa về phường xử lý. Một thông tin đáng chú ý khác đó là việc bộ phim Bình Ngô Đại Chiến thuộc dự án Việt Sử Kiêu Hùng do nhóm Đuốc Mồi của những người trẻ yêu sử Việt đã ra rạp chiều nay 20 tháng 12.
Việt Sử Kiêu Hùng là dự án phim giả sử đầu tiên được dựng theo lối diễn họa, tái hiện những trận chiến oai hùng, những nhân vật lịch sử tiêu biểu hay những câu chuyện còn nhiều bí ẩn trong lịch sử Việt Nam. Trong đó, bộ phim Tử Chiến Thành Đa Bang dưới thời kỳ nhà Hồ là phần đầu tiên của dự án, đã ra mắt cộng đồng vào những ngày đầu năm mới 2018, gây được ấn tượng trong lòng những khán giả trẻ và nhiều người yêu sử Việt. Do đây là dự án không vì mục tiêu thương mại nên để có tiền làm phim, nhóm đã kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức để có kinh phí thực hiện. Riêng tập phim Bình Ngô Đại Chiến đã kêu gọi được 1,3 tỷ đồng trên tổng nguồn quỹ đóng góp toàn dự án là 2,4 tỷ đồng. Sau khi ra mắt tại rạp, Bình Ngô Đại Chiến sẽ được phát trực tuyến trên kênh YouTube Đuốc Mồi và fanpage Việt Sử Kiêu Hùng nhân ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Để hoàn thành cây thông cao 35m, từ 3 tháng trước, người dân ở giáo xứ Hà Phát, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa đã lên ý tưởng và cùng góp sức thực hiện. Cây thông có 5 tầng, được làm từ 2.340 chiếc nón lá. Mỗi chiếc đều có gắn đèn, cuộn dây kim tuyến và quả châu xung quanh. Khi đèn bật lên, cây thông tỏa sáng cả một vùng rộng lớn. Chính vì độ cao khủng của cây thông, giáo xứ Hà Phát đã xây một trụ bê tông vững chãi nặng đến 10 tấn, đồng thời căng các dây thép để giữ cây thông không bị ngã khi gặp gió lớn. Trong 3 đêm đầu chính thức đón khách, hàng ngàn bạn trẻ từ khắp nơi đã kéo đến địa điểm này để vui chơi. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đã phủ nhận về chiến dịch tấn công trên diện rộng nhắm vào lưới mạng của chính phủ Mỹ, đồng thời đặt nghi vấn Trung Quốc chứ không phải Nga là bên đứng sau vụ việc. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng có thể có tấn công nhắm vào các máy bỏ phiếu lố bịch của chúng ta trong suốt cuộc bầu cử và khả năng có thể Trung Quốc là bên đứng sau vụ việc chứ không phải Nga. Theo hãng tin Reuters, đợt tấn công mạng mới nhất đã ảnh hưởng đến nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, bao gồm cả Bộ Thương mại và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc ông Trump đặt nghi vấn đối với Trung Quốc đã đi ngược lại với tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Pompeo, cũng như nhiều nghị sĩ khác cho rằng chính người Nga đã tham gia vào hoạt động này. Chuyển sang những thông tin liên quan đến COVID-19, số ca COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 75 triệu trong ngày 19 tháng 12 giữa bối cảnh nhiều quốc gia bắt đầu tiêm chủng. Châu Âu vẫn là khu vực có nhiều ca nhiễm nhất với 21,6 triệu trường hợp, tiếp đến lần lượt là Bắc Mỹ, châu Mỹ Latin và châu Á với 17,9 triệu, 14,5 triệu và 13 triệu ca. Tại châu Âu, hơn 1 triệu ca nhiễm mới đã xuất hiện chỉ trong 5 ngày. Trong tháng 12, Anh đã trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên thực hiện tiêm ngừa vaccine COVID-19 bằng vaccine do hãng dược Pfizer phối hợp cùng BioNTech phát triển. Trong đó, Mỹ là quốc gia đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân từ giữa tháng 12. Theo các nhà khoa học, biến thể mới của virus corona được xác định ở Anh có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 70%. May mắn là nó được cho là không gây chết người nhiều hơn và vaccine vẫn có hiệu quả với nó. Ngày 19 tháng 12, WHO cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với nhà chức trách Anh về biến thể này và họ sẽ cập nhật cho các quốc gia thành viên và công chúng khi chúng tôi tìm hiểu thêm về các đặc điểm của biến thể virus này và ảnh hưởng của nó. Liên quan đến biến thể virus corona mới, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo hủy kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế vào dịp Giáng sinh mà họ dự định thực hiện trước đó. Còn đây là những hình ảnh thú vị về nữ đầu bếp Hu Kaifeng đến từ Trung Quốc với màn múa chảo độc đáo. Chỉ với chiếc chảo sâu lòng và một cái vả lớn, nữ đầu bếp phô diễn tài năng có thể nói là điêu luyện. Cũng từ hai dụng cụ đơn giản này, cô hướng dẫn người xem khá nhiều món như cơm rang cho tới rau xào. Đôi lúc ngẫu hứng, cô còn dùng vá và chảo sáng tạo nên những vũ điệu lạ mắt khiến người xem thích thú. Nhờ gương mặt khả ái và vóc dáng ưa nhìn, nữ đầu bếp Hu được cộng đồng mạng đặc biệt danh nữ hoàng bếp nút. Hu cho biết cô đã có kinh nghiệm nấu ăn hơn 12 năm nay. Tuy nhiên, những video vừa nấu vừa múa của cô chỉ mới xuất hiện trên mạng xã hội vào năm 2019, nhưng ngay lập tức nhận được lượng xem và tương tác rất lớn. Đôi lúc, nữ đầu bếp này biểu diễn ở quảng trường, nơi đông đúc người qua lại, trên đỉnh núi hoặc bên bờ sông suối. Với cô, bất cứ lúc nào cũng có thể nấu nướng các món ngon phục vụ mọi người. Mới đây, hai cô gái đang đi bộ băng qua đường ở Uberlândia, bang Minas Gerais, Brazil. Khi đến dãy phân cách giữa hai đường thì bất ngờ một trong hai đã bị hố tử thần ngay dưới chân nuốt chửng. Người còn lại sau phút ngỡ ngàng đã loay hoay tìm cách leo xuống hố sâu để cứu bạn. Lúc này, một số người đã chạy đến và gọi cho lực lượng cứu hộ đưa thang đến giải cứu nạn nhân. Rất may cô gái sau đó đã tỉnh lại và chỉ bị xây xát nhẹ.
thành phố Krasnoyarsk thuộc Siberia, Nga là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả vùng với hơn 1 triệu người sinh sống. Tuy nhiên, khí hậu nơi đây rất khắc nghiệt, với mùa hè ấm áp, nhiệt độ trung bình khoảng 27 độ C, nhưng mùa đông nhiệt độ có thể giảm xuống tới âm 30 độ C, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, tạo khung cảnh tuyệt đẹp. Bên cạnh những công trình hiện đại là những kiến trúc cổ điển, độc đáo. Dòng sông Yenisei cũng khiến du khách tò mò bởi nó không bao giờ đóng băng, kể cả khi nhiệt độ xuống rất thấp và tuyết đã rơi dày đặc. Đập thủy điện hùng vĩ cách thượng nguồn 20 km được cho là nguyên nhân khiến dòng lũ chảy. Đối tiếp chương trình là bản tin dự báo thời tiết. Ngay sau đây, mời quý vị cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết ba miền đêm 20 và ngày 21 tháng 12. Khu vực miền Bắc trời có mây, không mưa, gió nhẹ, không khí lạnh vẫn bao trùm. Nhiều nơi trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, thấp nhất từ 8 đến 11 độ C. Khu vực miền Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, thấp nhất từ 14 đến 17 độ C. Còn ở khu vực Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, miền đông sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, thấp nhất từ 23 đến 25 độ C. Thưa quý vị, hiện có một áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, hoạt động trên biển đông, dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 270 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông, gió mạnh từ cấp 6 trở lên và là từ vị tuyến 8,0 đến 12,0 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111,0 đến 117,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn Đại Việt.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất.